vơ được cái đầu. Cái đầu rất to, cái chân rất dài. Bay cao nào nhảy cao nào, bay cao nào nhảy cao nào. Nào nhảy đi zin zin. Bay cao nào nhảy cao nào, bay cao nào nhảy cao nào. Nào nhảy đi zin zin. Zin zin. Để tay 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 tay. Mắt quay tay tay. Tung lấy cái chân vơ được cái đầu. Cái đầu rất to, cái chân rất dài. Bay cao nào nhảy cao nào, bay cao nào nhảy cao nào. Nào nhảy đi zin zin. Bay cao nào nhảy cao nào, bay cao nào nhảy cao nào. Nào nhảy đi zin zin. Zin zin. Hello, xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Và clip hôm nay thì mình sẽ test một cái khẩu súng rất là mới này, bên cái phiên bản tập kích Trung Quốc. Lúc nãy mình đang nhập vào thì mình được tặng khẩu này, cho nên là mình test luôn trong chế độ zombie cho anh em xem. Thì mình cũng không biết khẩu này nó là khẩu gì, chỉ biết nó thuộc dòng MG thôi. Rồi đây rồi, cũng có zoom ngắm nhưng mà nó lại không có tâm, nó chỉ zoom gần lại thôi. Rồi khẩu này thay đạn chậm phết nhỉ. Thế nó là thuộc cái dòng gì đây? M249 à? Mình thấy khá là giống dòng M249 nhưng mà phiên bản kiểu như phiên bản đặc biệt. Ủa sao bạn kia manh động thế bạn này. Rồi thì tìm mãi được một cái phòng mà gọi là mới chơi được một hiệp thôi. Lúc nãy mình tìm nãy giờ nhưng mà không có. Bây giờ cũng khá là muộn rồi. Rồi hôm nay sẽ cầm theo cây diều gôn này chém zombie luôn. Tên nào mà hổ báo phát, cứ hổ báo là chốt vào mồm, không cần phải nói nhiều. Rồi đâu rồi. Đấy, cũng có một số bạn cầm khẩu này đăng nhập vào được tặng mà. Chà đây rồi. Bắn mình thấy nó cũng khá là đầm, khá là êm. Đấy rồi, tuyệt vời. Trời ơi. Nhưng mà nhược điểm rất là lớn luôn, đó là thay đạn cực kỳ chậm. Này đi săn zombie thì nó lùa cho, có mà chạy không kịp thay đạn luôn. Đây. Đấy, thao tác thay đạn rất là chậm nhá. Ôi trời ơi, bàn thờ. Trời ơi. Đây, từ. Kìa, ui, chờ máy à, thành viên chờ máy. Rồi, nốt làm cái gì, ta đứng ở trên đây này, khổ quá cơ. Đậu phộng bị thanh niên cầm lục, KS ạ, phải trưởng. Rồi. Hôm nay thì các bạn nhìn cái lớp skill ngã khá đẹp, một xanh dương. Nó toát ra cái ánh hào quang, khá đẹp luôn. Các bạn để ý, nếu như người khác cầm ngoài ấy, thì nhìn nó rất là đẹp, toát ra cái luồng xanh xanh. Còn mình cầm trong tay mình cũng thấy đẹp rồi. Úi xồi ôi, anh chú quý kìa. Anh thấy mình rồi. Định dí mình hay sao ấy. Dí hộp đạn. Ác này thì không còn kim cương để mình mua giáp với lại mua băng đạn, cho nên là săn zombie nó hơi khó khăn một chút. Rồi mình sẽ cố gắng rồi. Đây. À, nhìn thấy mình rồi. Làm gì? Vào đây. Định mệnh đùa nhau cái chiếc khẩu đấy dành cho mấy ông liếm được. Khổ thật đấy. Vừa phải thôi, người ta cố gắng lắm mới được cái con hàng thế mà nhiễm được luôn. Kia. À, mất máu. Ở đâu rồi? Đây. Ui. Cái thanh niên kia vẫn đứng trên tường được. Nó mà nhảy xuống, nó nhảy, từ dưới nó nhảy lên, nó với một phát thì xác định luôn. Rồi. Kia. Ôi, ông này sống dài thật đấy, đứng đây nãy giờ mà không bị cào. Mình đoán chắc đứng đây kiểu gì cũng chết rồi, nhưng mà sống hơi dài đấy. Rồi, chú Quý lên đây bạn ơi. Thấy mình rồi đúng không? Nào lên đây. Từ cứ bình tĩnh. Bình tĩnh. Rồi vào đây. Ui. Nó lại chạy. Ôi, ăn hộp máu à? Vãi trưởng. Bắn nó gần chết rồi, ăn hộp máu phát nhìn thấy thốn luôn. Từ. Ui xổi, đùa nhau hai lần rồi, cái ông kia khốn nạn vừa thôi. Đấy rồi, của mình, hang này có bị của mình này rồi, chuồn té. Ui, đèn thế. Không biết nó ở đâu, nó hồi sinh ngay sau lưng mình luôn, đắng mề thật. Rồi, từ từ thôi, ui. Mấy thanh niên đứng thầm trên này. Từ từ mình sẽ đợi cái chiêu skill tốc biến xong mình sẽ nhảy ra. Mình giếm luôn đấy, nó đậu phộng hết giờ à, nhanh thế. Rồi tiếp nào. Còn hai hiệp nữa mình sẽ làm nốt thôi.
Thật sự bây giờ mình cũng khá là mệt rồi, đang bị cúm, cúm mình mới bị cúm ấy. Cho nên là hơi 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 mệt một chút rồi, đâu rồi. Ui, ở trên cao kìa. Ông này mà đứng giữa một phát thì cũng bị cua gần mã luôn. Rồi rồi em phết các bạn ạ. Đây này. Ui, tiếp phòng phòng này cũng có một số thanh niên cầm khẩu này giống như mình, với lại còn khẩu cái gì kia, đắt cái này M38 này kia, zombie đúng thì thét rồi. Ôi đây còn Gatling Dragon nữa, chết thật đấy. Toàn cầm hàng nóng thế này thì zombie nào chơi được. Đâu zombie đâu. Úi xời, lại khẩu gì kia, khẩu AKM Thunder à. Bãi chứa là toàn hàng nóng thôi. Đâu rồi, ôi tìm nãy giờ không thấy ở đây rồi. Tìm nãy giờ không thấy, ôi đậu phộng cho máy à. Thôi bạn ơi, vừa phải thôi. Như này không được rồi, cho máy là phải cho ăn tao thôi. Cho máy như thế này thì chơi như thế nào được. Rồi, còn hiệp cuối cùng này. Mấy anh zombie bên tàu mấy anh ấy cũng yếu đuối quá nhỉ. Còn mấy anh Việt bên mình thì gọi là rất là cái gì nhỉ, gọi là rất là manh động luôn. Không những manh động mà lại còn rất là cái gì, cáo già giả ngay đúng rồi, cáo già giả ngay tơ, nhiều khi còn giá treo ấy, mình lại mình chém phát quay lại một phát bốc cái vào mặt để xác định luôn đấy, đừng có đùa. Rồi đây đây, sau này sau này đây này. Nào vào đây, ok. Ủa đúc nữa rồi ạ. À, bạn đúc thế thì ai mà chẳng không thấy. Rồi đúc làm gì, đúc làm gì. Á đủ vẫn bị khai ép mà. Rồi đâu rồi, rồi có zombie rồi, tuyệt vời, hay quá bạn ơi. Đấy thanh niên này cứ phải như thanh niên đấy. Đâu rồi? Ô, vừa cài chỗ nào ấy? Sao không có lại đây, 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 lên đây, lên đây bạn đây. Rồi lên đây, hai tay nào, lên đây, lên hết đây. Con này nó dã cho xác định luôn. Mình thấy cái đêm của nó không được mạnh được lắm. Cũng mạnh rồi nhưng mà không được mạnh. Đâu nữa? Vào đây, ok. Đấy cái khẩu ấy cầm được phía ngoài phát sạch khá là đẹp luôn. Sời đâu rồi, trong lồng này ui ơi, lồng này lồng chết thì 2-3 tên trong lồng luôn đấy. Đây ui đây, ở dưới nào để làm gì. Từ đùa chứ, mạnh động như thế nhá, sẵn như mà mình mà có giáp zombie là bạn xác định ngay với mình đấy, một phát cận chiến vào mồm ngay. Nhưng mà thôi không dám liều đâu, nó mạnh động quá. Đây, trên này này, vào đây. Ok. Rồi, ui. Đùa ông này, đang lên tự nhiên lại chạy. Rồi, mình xin vô đạn. Lên trên này thấm du luôn. Anh em đâu, bảo kê cho mình. Bảo kê, rồi. Úi xời, trên này tận 2-3 tên cầm khẩu này với khẩu đét cái này M38 thì thằng nào chơi được. Úi xời, ôi. Này thì u không chết ạ. Vãi trưởng. Đâu à? Nào, lên hết đây. Rồi. Đứng đây mình cứ liếm hàng thôi. Ông nào hết đạn cứ bắn thế. Rồi, cầm dao xuống chơi luôn. Sợ gì nhỉ, đừng đảo hết thời gian rồi. Nào vào đây bạn ơi, vào đây bạn ơi. Đây, đây này, đây, vào đây, úi xời, tôi đâu rồi. Đấy, vào đây, ok, không tới nơi ạ. Đấy, chết luôn này, rồi, ui, té ngay. Tụi giết được cái thanh niên cuối cùng. Rồi, hết giờ luôn, mày thế. Ông này đứng đây không làm gì được mình mà. Rồi, ok, thì clip này mình cũng test qua cái khẩu súng này như vậy thôi. Thì cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi cái clip này nha.